Hello, xin chào tất cả các bạn nha, là DMBD đây. Nhưng mà trước khi vô video này, chúng ta trả kèo mini game ở video lần trước cái nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu qua nha các bạn, để xem người may mắn lần này đó chính là ai đây. Ai đây, ai đây? Ồ, xin chúc mừng bạn WGMT nha. Tưởng nó ban GMT mà. Rồi, tên của bạn đây, bây giờ tôi sẽ gửi quà cho bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ gửi quà cho bạn, gọi là bạn Huyết Quang nha các bạn ơi. Rồi, một lần nữa cảm ơn em đã dành thời gian để tham gia chương trình của anh nha. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Nhận được phần thưởng nó quá đã các bạn ơi. Mini game ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận được đôi giày đó luôn nha các bạn ơi. Bước 1, các bạn hãy like và đăng ký và bấm vô. Tôi để các bạn 3 giây để bấm nha. 3, 2, 1. Bước 2 thì các bạn để lại tên game nha. Bước 3 có thể bạn đặt một câu hỏi bất kỳ nhé. Đấy, ok chưa? Rồi. Ôi trời ơi, dính con bọ ngựa luôn, nó mới ghê đó chứ. Ok các bạn ơi, hiện tại á, thì mình có hẹn gọi là các bạn fan của mình á, vào lúc 9 giờ mỗi ngày sẽ quay chung cho các bạn đúng không? Thì ngày hôm nay tôi quyết định tôi sẽ thực hiện một cái cú troll này nè mà. Đây, hiện tại tôi đang lấy một cặp phụ của tôi vô. Tôi sẽ troll thử là nếu tôi trễ giờ nè đó, thì các bạn sẽ phản ứng như thế nào. Nếu như mà tôi anti bè đi đấy, thì các bạn sẽ phản ứng như thế nào. Và nếu như tôi chửi bè đi hoặc làm một cái gì đó kích động quơ ở đây, thì các bạn sẽ xử lý như thế nào nha anh em ơi. Cho nên gọi là từ bây giờ đến cuối video là hơi bằng nhiều màn troll hấp dẫn đó. Hy vọng các bạn sẽ xem hết nha. Ok, thì điều đầu tiên bây giờ tôi sẽ làm đầu tiên là tôi sẽ đổi tên. Đấy, tôi sẽ đổi tên thành anti bè đi nha anh em ơi. Để xem thử khi mà tôi bước vô nhà các bạn phản ứng như thế nào nha. Rồi, 30 kim cương của tôi, trời ơi. Anti đó, bè đi. Không biết có ông nào đặt tên này trước cho ta. Đừng nói đặt được nha. Rồi, chưa ai đặt luôn anh em à. Vậy là tôi không có anti nha nè em. Vậy là tôi không có anti nha, đó vậy mà mấy người kêu tôi có anti. Rồi bây giờ tôi bước đầu tôi tiến vô, tôi tiến hành màn trôn của tôi đi nha mọi người. Rồi, bây giờ đầu tiên là tôi giả bộ, tôi sẽ đi lại chỗ nào đông nhất. Tôi ngồi lại kế chỗ đó xem mọi người phản ứng như thế nào khi tôi đặt tên như thế này nha. Hiện tại là tôi đang ngồi trước các bạn này nhưng mà chưa ai phản ứng gì nữa mà khi mà tôi đặt cái tên anti bear đi. Tức là chưa có ai nhảy vô bảo vệ tôi cả anh em à. Rồi anh em ơi, sau một khoảng thời gian tôi ngồi tôi chờ đợi thì vẫn không ai lên tiếng bảo vệ tôi nữa mà khi mà có một người nào đó đặt cái tên anti bear duy nè. Rồi thì đầu tiên mình hỏi nhẹ nhàng thôi mọi người, cho mình hỏi là sao anh Medi chưa vào đấy, để xem thử mọi người phản ứng như thế nào. Thì nói chung lúc này đâu đó là cỡ 8:50 mọi người à, đấy cũng chưa hẳn 9 giờ đâu. Lúc này có bạn nói xanh, bạn kêu là không biết chủ nhà đâu, có vẻ như bạn này bạn mới xem clip tôi nên mà, chứ thường á các bạn sẽ gọi tôi là Medi chứ không phải tôi gọi tôi là chủ nhà nên mà. Lúc này có bạn kế bên luôn, bạn tên là Kurumi Hakaba, bạn kêu là off rồi. Tức là bạn này không kết bạn với tôi mà bạn biết tôi off, tức là bạn tìm tên tôi, bạn check liên tục đó, kiểm tra liên tục đó. Trời, thấy mà thương ghê luôn á trời. Lúc này tôi biết vô vấn đề chính luôn, tôi hỏi là mọi người có anti bear đi không? Đấy, để xem thử có ai anti tôi trong nhà tôi không nha. Đó, thì lúc này có bạn, bạn tên là An, bạn kêu là không. Đó, tôi mới bồi thêm là tôi ghét mẹ đi. Đấy. Kệ bà, thấy không? Thấy bên tôi dữ chưa? Đó, tức là bạn A này chắc chắn là gọi là fan cứng rồi đâu mà mới bảo vệ tôi như vậy đó. Nè, chuẩn bị các bạn xem những tình huống phía sau nè. Mẹ đi có gì mà bà thích. Lúc này có một bạn Yumi, bạn tiến lại gần tôi nên mà bạn chắc một câu là anti bê đi thì đi ra đi. Đó, tức là có thêm một người đó bay vào bảo vệ tôi đây mà, chứ không riêng mỗi bạn An. Đấy, bắt từ lúc này trở đi nè, cái số lượng người vô bảo vệ tôi hơi bị nhiều rồi các bạn. Đó, tôi mới hỏi là tại sao là thích bê đi. Bê đi xấu trai hơn chung đất mà. Đó, chê. Đó. Rồi, chuẩn bị đi nha. Bè đi tốt tính mà, Duy đẹp trai, thấy không? Có thêm mà anh to con đổi cái nón đen vô nữa đó. Hài hước, đó, thấy chưa? Tôi là có nhiều điểm mạnh mà anh em đẹp trai chứ bộ, thấy không? Đó, các bạn khen tôi đẹp trai mà, anh em cứ chê tôi thôi. Đúng, đó hay chưa? Không thích thì vô đây làm gì, ảnh đẹp trai mà. Tóc cái đầu bây giờ đó ăn nói xà lơ. Ủa, giống bé Nga gì đó. Ây da, anh nói xanh này như phát hiện ra tôi nha. Anh biết, anh này theo dõi tôi lâu là anh biết hay sao anh em. Đấy, nói chung là bạn, nói chung là mọi người đang bảo vệ tôi nè mà. Không thích anh á thì âu ra. Ấy, bè đi lừa đảo thì có. Lúc này tôi nói nè mà, tôi nói là bè đi lừa đảo thì có chứ đó. Không thích thì cút. À, bắt đầu nóng anh em à. Bắt đầu nóng rồi, mấy bạn này bắt đầu nóng rồi đó. Ông kia kêu cút theo luôn. Rồi, cái khúc này nóng rồi nha, mấy anh em trong đây là nóng rồi đó. Sôi máu rồi đó. Cút biến đó, hay chưa? Úi trời ơi, bắt đầu căng rồi đấy mà. Tình hình bây giờ là bắt đầu căng lắm rồi nè. Lúc này là căng như sợ chỉ rồi. Đó, lúc này tôi cũng mồi thêm một câu rồi đây mà, để cho nó gọi nó căng thẳng tình hình hơn là tôi anti thẳng luôn. Tao ghét mẹ đi. Đó, để xem các bạn phản ứng như thế nào nha anh em. Biến đi. Đó, kệ mày. Đó. Mặt cười liền, cái mặt khinh đó anh em. Là cái gì mày chết chắc rồi con à, mày chạy không nổi đâu. Ghét thì cút.
ghét thì bạn out đi. Đó, thấy ghê không? Đó, lúc này tôi giả bộ tôi quay camera lại tôi hù anh em. Ghét kệ mày, nhưng tao vẫn thích nó. Out hộ. Go out luôn, tiếng Anh luôn, dữ vậy trời. Trời ơi, dữ vậy. Tiếng Anh luôn anh em mà. Bây giờ là chơi sang tiếng Anh luôn nha. Ông kia thì ông cóc đầu tôi hoài luôn, cái ông Mi 2K đó, đó đó, cái bà Rumi 2K3 bắt cóc đầu tôi hoài luôn. Mày tin tao đập PD của tụi mày không? Đó, có một bạn kia bạn kêu là không tin, bạn Lộc bạn kêu là không tin. Ngon, nhào vô nè, chắc ngán mày á. Trời ơi, cái bà tóc xanh, cái bà Kiro gì đó, bà sung thật sự anh em mà, máu chí thật sự. Đó, cái lúc này tôi đi ra anh em, tôi đứng đối đầu, tôi mặt cười liền một cái. Hả, thấy không? Lúc này nói chung là mọi người là bắt đầu là kinh rồi nè, bắt đầu căng rồi nè, đó. Nói chung là bắt đầu, nói chung là có những ngôn từ mà thật sự là nó không nên có trên video này đấy. Đấy, lúc này tôi kêu tôi nói thật đó nha. Đó, có một bạn trồm, đó, một bạn trồm thôi, bạn kêu là tố cáo nó đi, báo cáo nó đi anh em mà. Đấy, cho nên lúc này tôi thấy tình hình nó căng quá rồi anh em ơi. Đấy, với lại một số bạn cũng đã nhận ra nick này nick phụ của tôi rồi. Cho nên tôi quyết định là tôi sẽ gọi là khúc này tôi sẽ giao off anh em ơi. Bằng cách là tôi kêu đừng để tao gọi đàn anh của tao ra qua xử tụi mày nha. Đó, lúc này tôi giả bộ tôi chạy trốn một cái. A few moments later. Lúc này tôi sẽ vô lạc chính với tôi nha anh em ơi. Và vô lại nhà thử xem mọi người có mét tôi không, là có một đứa nào đó nó chửi tôi không nha anh em. Lúc này nói chung là mọi người nghi ngờ tôi lắm anh em mà, nghi ngờ tôi trôn lắm rồi. Đấy, cho nên bây giờ mọi người chưa có mét nha. Cho nên tôi quyết định tôi sẽ làm một cái cú hit là tôi hỏi thẳng luôn là trôn gì vụ gì vậy. Đấy, thì lúc này có một người mét là hồi nãy á, nó có đứa anh TP đi vô nhà anh đó. Đó, lúc này là moi ra rồi là biết được cái câu chuyện là nói chung là các bạn là có để lòng cái vụ này là mét tôi rồi các bạn. Lúc này có một bạn nói là nó kêu nó nói xấu anh trai. Đó, cho nên lúc này tôi quyết định là tôi sẽ làm cho ra ngô ra khoai luôn, là tôi sẽ hú anh em trong đây là cầm vũ khí lên đi tìm cái thằng đó luôn, và tôi sẽ hỏi tên là tên gì luôn nha anh em. Rồi, sau một khoảng thời gian tập hợp thì tất cả anh em báo đời báo đớm đã cầm vũ khí trên tay rồi nè mà. Chuẩn bị giờ đi kiếm thằng anh TP đi đó. Đó, cho nên bây giờ anh em rất là máu chiến rồi nè mà. Cho nên lúc này tôi quyết định để cho nó chân thật hơn là tôi sẽ nhờ Daddy cầm cạc phụ của tôi hồi nãy vô đó mọi người, là chửi trực tiếp tay đôi với tôi luôn. Đấy, ok, bây giờ bắt đầu cuộc chiến nè. Lúc này mọi người đang xếp hàng tập trung trước cửa thì bây giờ đối tượng đã xuất hiện. Lúc này tôi phát hiện ra rồi, tôi mới kêu mọi người là nói kìa mọi người, nói kìa. Đấy, cho nên lúc này mọi người bu lại mọi người à. Đấy, mọi người bu lại mặc dù mọi người không biết ai hết, mọi người bu lại chơi. Ừ, đó, cho nên cái lúc này nè, tự nhiên mấy ông tiễn kéo qua cổng, mấy ông tưởng nó nằm ngoài cổng, nó kéo hết qua cổng luôn. Mà cuối cùng nó đứng kế bên tôi. Đó, ông tóc đỏ, nó tiễn kéo qua cổng hết luôn em mà. Tại vì lùn quá, nhân vật để lùn quá không ai thấy em mà. Đó, tôi mới kêu mọi người đây nè, trời ơi đi đâu vậy? Cái hoành lại bả mới thấy. Đó, đi ra hết bả mới thấy. Trời ơi, bả tiễn bả kéo qua cổng hết bảy đạn anh em mà. Nói chung thì lúc mà nó loạn xạo quá anh em mà. Có người chửi không? Có người gọi là kêu là bê đi chôn đó, bê đi chôn đó. Nhưng mà đa số là anh em binh tôi hết. Đó, các bạn đều binh tôi hết. Cho nên lần nữa tôi thấy rất là cảm động khi có anh em bên cạnh anh em mà. Lúc này tôi xúc động quá anh em mà. Tôi không ngờ là team anh em gọi là gắn kết như vậy. Anh em đều một mực bảo vệ tôi như vậy. Cho nên tôi quyết định tôi sẽ đề co một cái trái tim để cho tất cả anh em vô lắp tại cái trái tim đó, gọi là gửi một gọi là ngàn tình yêu tới anh em bao đời bao đớm nha. Ờ, và xin thông báo một lần nữa, anh em nào muốn tham gia team báo đời báo đớm á, thì anh em dưới phần mô tả nó có một cái group Zalo mà người có thể tham gia, cũng như là tham gia các group như BF Family hoặc là các nền tảng khác của tôi, Instagram, Facebook và đó follow TikTok tại đây anh em à. Đấy, anh em cứ kéo xuống phần dưới rồi chắc chắn là sẽ có nha mọi người. Còn anh em nào á mà muốn quay chung video với tôi hàng ngày cố định luôn á, thì cứ 9 giờ sáng anh em vô nhà tôi là sẽ quay, ok chưa? Còn anh em nào muốn ký tường á, cứ chờ lúc vào 10:30 sáng nè, cũng như là 17:30 chiều nè, đó là tôi sẽ ký tường cho mọi người nha mọi người. Ok nha mọi người ơi. Còn không nữa thì mọi người có lên Facebook, mọi người tìm cho tôi là BD2K nha mọi người. Đấy, rồi sẽ ra tên tôi, xong mọi người follow tôi. Cũng như mọi người tìm bài viết tôi đang ghim á, mọi người comment dưới cho tôi vào nhóm Zalo giới, để tôi sẽ gửi anh em vào cái group Zalo đâu đó là 650 thành viên của tôi. Trời ơi, giờ còn 639 rồi anh em ơi. Đấy, mỗi lần làm cái gì tôi sẽ thông báo trên đây nha các bạn ơi. Ok nha, còn chân trời nữa nhớ follow Facebook tôi nha.